Xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn SEO từ khó lên top, cách là sử dụng cái công cụ GA. Đây là một cái công cụ mà được dân SEO chuyên nghiệp sử dụng rất là nhiều. Thì công cụ này thì ngoài cái việc mà giúp cho cái web của các bạn lên top, nó còn giúp cho các bạn đẩy gọi là độ trễ của các cái hệ thống MPT, như là những cái size mà các bạn cần đẩy tăng lên UR với DR tăng lên rất là nhanh ha, được không? Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chi tiết để hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái phần mềm này ha. Thì đầu tiên thì các bạn cần phải có cái link mà để SEO lên top á, thì các bạn nên xây dựng được một cái bộ MVP. Thì đây là một cái bộ MVP ha. Đây là bộ MVP của một bạn làm cũng khá là chuyên nghiệp, và khi mà bắn GA này nữa thì nó sẽ hỗ trợ lên rất là nhanh, được không? Các bạn có cái bộ MVP mấy trăm trang giống như này, được không các bạn? Đây. Bộ này làm chưa có full đâu, tuy nhiên là khi làm được mấy chục trang mà chắc thì cũng khá là ok rồi, được không? Quan trọng là các bạn biết cách xây dựng MVP. Tất nhiên là đối với một số cái sản phẩm, một số cái ngành nó khó thì các bạn phải đi cái bộ 300 link thì mới đủ rồi, AP các bạn ít quá thì nó không đủ lên top được đâu, được không? Bạn có cái bộ này và các bạn lấy một link bất kỳ ở trong bộ này, các bạn đưa vô trong cái phần mềm để mà tăng kết cho những cái link MVP này. Thì mình sẽ đi vào cái phần chuẩn bị dữ liệu để mà đưa vào phần mềm để cho nó chạy tự động ha. Thì với cái link MVP này á, thì các bạn không cần rút gọn link nha. Trong trường hợp sau này các bạn chạy cho các link website chính của các bạn cần sale á, thì các bạn cần phải thông qua cái nền tảng Bitly nè, các bạn tạo nè, rút gọn link, được không? Đây các bạn rút gọn link. Và lưu ý là khi các bạn đi link cho link chính thì các bạn sẽ phải tạo cái custom mark này, tức là cái link của các bạn thì nó phải giống cái domain, bỏ dấu chấm đi ha, để có cái này. Sau đó các bạn tạo, các bạn có được cái link Bitly, các bạn đưa vô xong các bạn chạy để cho nó đạt được độ an toàn. Lưu ý ha, link NTT thì không cần, nếu mà các bạn chạy trực tiếp cho link chính thì các bạn phải rút gọn để nó đạt được độ an toàn. Bởi vì phần mềm đó, thì khi nó chạy thì nó tăng link cũng rất là nhanh, nhưng đồng thời thì trong một số trường hợp sau một cái quá trình khoảng 2-3 tháng thì cái lượng link bị mất đi, dẫn tới là cái từ khóa SEO của các bạn thì nó có thể là nó sẽ bị ảnh hưởng. Các bạn nắm được không? Rồi, ok ha. Ở đây các bạn cần chuẩn bị cái từ khóa các bạn cần SEO lên top ha, dạng như là dịch vụ MVP SEO, MVP SEO giá rẻ, MVP uy tín gì đây, các bạn cứ để lên đưa vô. Okay. Và ngoài ra thì các bạn có thể đưa thêm năm từ tiếng Anh, được không? Năm từ tiếng Anh thì các bạn dịch từ tiếng Việt này, các bạn tạo thành là những từ tiếng Anh. Okay. Danh mục thì các bạn lưu ý ha, các bạn tạo cái danh mục sale marketing online, thì tức là các bạn muốn đăng tin trên các cái forum diễn đàn ở cái mục nào thì các bạn nhập cái mục ở vô đây. Rồi tiếp tục các bạn lấy một cái tiêu đề tiếng Việt, các bạn dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ba Lan, ba thứ tiếng nha mình, được không? Và các bạn dịch mô tả tiếng Anh, mô tả tiếng Việt sang tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ba Lan y hệt như vậy. Và các bạn lưu ý này, cái mô tả thì các bạn sử dụng cái mô tả 450 dùng cho mình, tức là các bạn viết một cái đoạn 450 từ, ok không? Thì đây là SEO này, các bạn nhìn cái góc dưới này, các bạn nhìn trên tấm bé công cộng, các bạn nhìn ở góc đây là chính, các bạn viết cái viết dài hơn viết được không? Bởi vì trong phần mềm nó có cái mục là nhập 450, mô tả 450, đấy, nhập 40 là ok. Đấy. Rồi tiếp tục tới bài viết bằng tiếng Anh. Thì các bạn lấy nội dung bài viết tiếng Việt, các bạn dịch sang tiếng Anh, hoặc các bạn nhờ ChatGPT để viết cho các bạn một đoạn nội dung tiếng Anh cũng được không? Đây. Nhưng mà tốt nhất là các bạn có thể là sử dụng giải pháp là dùng tiếng Việt, sau đó các bạn dịch sang tiếng Anh,
Đó, sau đó các bạn nhờ ChatGPT nó viết lại cái nội dung tiếng Anh đó. Vì có thể là các bạn dịch Google Translate nó dịch không hay lắm, cho nên ChatGPT nó viết lại, chứ các bạn sử dụng cách gì hết không tốt cho lắm, được không? Và lưu ý là trong cái mục này thì các bạn có là cái phần đây là phần chẳng tách, và chẳng tách các bạn phải đưa cái từ khóa vô, được không? Vì sale service này là một từ khóa tiếng Anh này, được không? Hotline này. Hotline thì nhớ có cầm 84 nhưng mà cũng còn các bạn có được thêm lượng khách của nước ngoài, và website thì các bạn để có sự chính thức mình trong này, được không? Nội dung bài viết thì các bạn thông qua cái công cụ Spring này, được chưa? Cái công cụ Spring thì các bạn sẽ sử dụng bài viết bằng tiếng Việt. Sorry là Spring bài viết bằng tiếng Anh, cái công cụ này nó không dùng tiếng Việt đâu, được không? Đây, đây. Thì đấy. Trong trường hợp bạn nào mà muốn Spring bài viết bằng tiếng Việt thì các bạn có thể là vô PDG ha, đây cũng là một công cụ hỗ trợ rất là tốt cho các bạn làm sale. Dưới đây thì các bạn có thể tạo bài viết Spring. Các bạn nhập bài viết vô đây, sau đó các bạn chọn cái bộ dữ liệu cần Spring, sau đó các bạn bấm tạo và bấm Spring, được không? Đây, thì các bạn nhập cái dữ liệu vô đây, rồi các bạn Spring. Cái đây mình ví dụ ha, okay. Lấy một bài viết vô. Đây là một cái bài viết các bạn cần lấy nè. Rồi các bạn copy, các bạn dán vô trong cái phần bài. Nó ra cái dòng phần bài như này. Các bạn đợi mình chút xíu thôi. Để mình vô cái trang khác. Đây nha, nó đang cái này là do nó có hệ thống 5K này, nó có cái SEO tự động nó sẽ đo tạm thành cái rồi. Ngày như vậy giá vàng các bạn thấy không? Bây giờ mình tạo cấu trúc này. Thì đây là đối với tiếng Việt ha, nó sẽ tự động tạo cho các bạn cái cấu trúc Spring. Các bạn thấy nó tự động chèn cấu trúc Spring vô không? Rồi ở đây thì các bạn có thể là xuất bài mới này, mỗi lần xuất thì các bạn có được một bài mới, được không? Các bạn nhờ ChatGPT nó viết không qua cái bài này cũng được. Rồi đối với cái nội dung bằng tiếng Anh thì bắt buộc các bạn sử dụng công cụ này, bởi vì trên HDG nó không có bộ từ điển của tiếng Anh như các bạn, được không? Bởi vì mình là người Việt, HDG mình phát triển không có rằng tiếng Anh có kèm cho kèm nó cũng dễ cơ chế nó như nhau cả, được không? Thì ở đây thì sẽ tắt này đi ha. Rồi ở đây mình sẽ dán cái nội dung tiếng Anh ở đây, ở đây mình sẽ bấm 10 x này, rồi ở đây nó sẽ ra cái cấu trúc cái Spring cho các bạn này, được không? Rồi, các bạn lưu ý dưới này dùng cho mình cả, chưa? Tí nữa mình sẽ cứ một mình. Đây là quá trình các bạn đã chuẩn bị dữ liệu xong. Bây giờ việc tiếp theo của các bạn là các bạn mở cái phần mềm lên, thì phần mềm này mình đặt trên cái VBS hay các bạn, được không? Nó sẽ chạy tự động 24/24 cho các bạn. Các bạn thấy. Vì test này thì các bạn tốn khoảng 100-150 ngàn tháng thôi là xong. Rồi các bạn vô đây, các bạn bấm nút new nha, để các bạn start, bấm nút new từ đây nè, bấm nút new này. Đây, sau khi các bạn bấm nút new xong thì các bạn sẽ chưa tắt cái nút này từ trên dưới, bỏ hai nút video audit đi. Các bạn nhập cái link cái trang của các bạn nhập tất cả những cái từ khóa mình đang chuẩn bị nhập vô đây, anh cho test tất cả, anh cho test các bạn nhập vô đây, chưa? Rồi các bạn kéo xuống dưới nhìn cho mình cái ha, ở đây thì nó có website title này, các bạn nhập website title tức là tiêu đề tiếng Anh đó, các bạn nhập vô đây, mô tả 250 của tiếng Anh, các bạn nhập vô đây, và ở đây mình sẽ bấm vô edit này, đây là danh mục nha các bạn, nó chỉ có chữ root này, mình bấm chữ root
add một cái level cho mọi người xem marketing à, thì như vậy thì nó sẽ tạo ra cái một xem marketing như thế này. Ok ha, bạn tạo hàng loạt các cái danh mục và cố gắng là suy nghĩ càng nhiều danh mục càng tốt, bởi vì có forum diễn đàn nó có cái danh mục này, có forum diễn đàn nó không có thì nó sẽ chọn danh mục khác để đăng, cho nên các bạn phải càng nhập càng nhiều càng tốt. Rồi ở đây mình bấm ok ha, sau khi xong thì các bạn kéo xuống dưới ha, lần lượt thì mình sẽ nhập. Thực ra là dữ liệu của mình có tiêu đề, mô tả và bài viết thôi, được không? Đây thì mình sẽ nhập ha, các bạn kéo xuống dưới các bạn sẽ thấy đây, đây là mô tả 450 này. Các bạn sẽ nhập nội dung tiếng Anh nó dài hơn. Comment em trường này các bạn có những cái trường nào mà nó tự điền, nó điền sẵn cho các bạn thì khỏi cần ha. Đây mình tạo một phút sẵn cho các bạn. Ở website German thì đây là tiếng gọi là title tiếng German này, tiếng Đức này, các bạn nhập tiêu đề của tiếng Đức chưa ha, đây là mô tả của tiếng Đức 450, đây là mô tả tiếng Đức 250, ok không? Và ở đây là tiếng Ba Lan, Polic này, cái tiêu đề của tiếng Ba Lan, các bạn nhập tiêu đề tiếng Ba Lan và mô tả của tiếng Ba Lan, được chưa? Ngoài ra thì ở đây nó còn có phần lúc của mình, tức là các bạn phải nhập tạo một cái file PDF, được không? File PDF này nó có nội dung tiếng Anh và nó có hai cái hình. Các bạn có thể là lấy nội dung tiếng Anh các bạn đã chuẩn bị ở trên này, các bạn đưa vô và đưa thêm hai cái hình đó, cho chất lượng, và cố gắng là cuối cùng trong cái file PDF này phải có cái link này, nó quan trọng, bởi vì khi các bạn submit PDF lên các cái store, cái hệ thống của nước ngoài ấy, thì có khả năng là nó sẽ tiếp cận được người dùng, và các bạn cố gắng là viết cái nội dung trong file PDF nó chỉnh chu, không sai lỗi chính tả cái kiểu, thì có khi các bạn có thêm một khách hàng của nước ngoài. Nhưng thật ra vấn đề cuối cùng của mình làm sale là cho thị trường Việt Nam, cho nên là trong cái file PDF này thì nó phải có cái link của cái trang, phải không? Cái link giống như thế này, ok không? Đây, thì khi người ta muốn visit vô để người ta xem trên web của mình có đủ độ uy tín hay không, thì một visit như vậy cũng giúp cho mình có thêm được mỗi traffic direct, traffic chất lượng từ nước ngoài, nó sẽ hỗ trợ cho web mình có ngày càng mạnh hơn, hoặc là không lên top thì nó sẽ gia tăng được cái lượng kết của site, tăng cái chỉ số trong tương lai. Rồi sau khi các bạn nhập các cái trường thông tin xong thì việc tiếp theo của các bạn là các bạn qua phần article manager, thì ở đây thì mình sẽ nhập một cái link, một cái bài viết ha. Đây các bạn sẽ nhập và các bạn bấm nút add ở đây ha, được không? Thì ở đây thì các bạn bấm nút add cho mình và các bạn chọn là enter manual này. Các bạn sẽ nhập một cái tiêu đề. Tiêu đề ở đây thì các bạn sẽ nhập tiêu đề có cấu trúc spring bằng tiếng Anh, và body thì các bạn sẽ lấy cái bài viết có cấu trúc spring các bạn đã chuẩn bị ở dưới này, các bạn sẽ nhập vô và sau đó các bạn bấm ok thôi là xong, được không? Ok, sẽ ra cái bài như này, yeah. Đó, tiêu đề bài viết có cấu trúc spring. Rồi sau khi các bạn tạo xong thì việc tiếp theo của các bạn là các bạn qua phần option, thì ở đây thì các bạn sẽ cấu hình cho mình. Okay. Đầu tiên nhất đó là các bạn loại trừ đi những cái trang có những cái từ set siết như này, bạn thấy không? Đấy, những từ này là những từ rất là nguy hiểm và nó có khả năng là làm web của các bạn bị rất top, được không? Tuy nhiên là tình huống là có cái tool này có ông đối thủ cũng đi vô cũng nguy hiểm, được không? Rồi tiếp tục nè, ở trên này hai mục này các bạn check vô dùm cho mình một cái, và hai chỗ này các bạn check vô, và lưu ý khi các bạn chạy cho các cái web vệ tinh hoặc là NDT thì các bạn để ở đây có hình 50, hoặc các bạn chạy cho web chính thì các bạn để từ 10 tới 20 thôi, ok rồi, chưa? Rồi sau khi xong thì các bạn bấm ok ha, cho phần mềm nó tự động chạy thôi, này khá là đơn giản, các bạn ok chạy. Và lưu ý ở đây nó có nhiều mức độ ưu tiên, bởi vì các bạn chạy có thể là rất nhiều cái dự án khác nhau, thì ở đây các bạn bấm nút NT thì các bạn bấm 2 cộng thì nó sẽ chạy mạnh hơn rất là nhiều ha. Đây các bạn cứ để 1 cộng thì nó sẽ ưu tiên thấp hơn, được chưa? Và khi các bạn chạy thì ở đây nó sẽ có cái phần submit này. Submit tức là các bạn đăng ký các cái forum diễn đàn và có được là duyệt hay không, duyệt bài thì nó sẽ qua trạng thái là verify, ok không? Và để cái phần mềm này nó chạy nhanh hơn, mạnh hơn thì các bạn vô phần option cho mình ha. Ở đây thì các bạn thêm cái mục các bạn cấu hình ở đây ha. Máy mà coi i7 trở lên thì các bạn để 256, được không? Còn coi i5 thì các bạn để là 128, coi i3 các bạn để 64.
và nhỏ hơn thì các bạn có thể là để 10 hoặc là 32. Okay. Rồi tiếp theo các bạn qua phần captcha dùm cho mình, các bạn add dùm cho mình cái. Ở đây các bạn không thấy cái chữ captcha, các bạn về bấm cái nút mũi tên xuống được không? Các bạn sẽ thấy ở dưới nó sẽ có cái phần GSA captcha cho các bạn. Các bạn về xuống ha. Đó, nó sẽ có cái chữ là GSA captcha project, các bạn chọn cái phần mềm này dùm cho mình. Yeah. Rồi tiếp tục các bạn qua ok ha. Rồi tiếp tục các bạn qua phần index. Được không? Các bạn check chưa hai cái chức năng này dùm cho mình cả. Rồi sau đó các bạn ok. À, nó sẽ liên kết và tự động chạy cho các bạn. Và lưu ý thêm là các bạn có một nick danh sách tới 300 trang entity được không? Cho nên là các bạn cần phải đưa tất cả các entity đó vào ở trong cái này chạy. Nãy giờ mình mới hướng dẫn một link thôi. Thì làm sao để đưa tất cả các link đó vô ở trong một link? Thì các bạn có thể là bấm vô đây được không? Và các bạn bấm vô nút edit ha. Được chưa? Và các bạn sẽ chọn là edit all. Sau đó mình sẽ copy cái list danh sách toàn bộ cả các trang entity hiện hành như thế này. Đấy, thì các bạn sẽ đưa vô cảm ơn không? Copy của entity các bạn sẽ đưa vô cho mình ha. Rồi ok, như này thì toàn bộ của entity của các bạn sẽ được phần mềm nó chăm sóc nó tự động được không? Và trong trường hợp các bạn muốn nhân bản thành hai cái chiến dịch, các bạn chạy một chiến dịch các bạn chăm sóc cho MVP, một chiến dịch các bạn chăm sóc cho những cái bài viết câu riêng gọi là bài viết tin tức trên cái website chính, thì các bạn có thể làm nhân bản, các bạn duplicate vì các bạn chọn như này và các bạn lấy một cái link bài viết nào đấy các bạn add vô để các bạn chạy. Và lưu ý nếu các bạn chạy cho website chính á, thì các bạn để cái link out á, là các bạn để là 10 đến 20 thôi nha, được không? Và nhớ là rút gọn link hoặc link duplicate để các bạn chạy, ok không? Và sau cái quá trình các bạn chạy xong thì các bạn có thể là xem lại cái lượng link mà các bạn nhận được, tức là phần mềm đã chạy trên một cái hệ thống nào, xin vào link gì thì các bạn có thể là vô đây để các bạn cứ vô đấy ha, các bạn có thể là phân loại, article, viết gì đấy, sẽ đăng bài các cái trang cái hệ thống cho các bạn xin các bạn xem, bản thân mình chả bao giờ xem được không? Vì làm những việc khác. Rồi. Và các bạn có một điều lưu ý là khi các bạn chạy cái phần mềm này á, thì thật ra các bạn hơn những người khác ở hai điểm nha. Một á, là cái content các bạn đưa vô nó phải chuẩn, không bị lỗi chính tả, được không? Thì bây giờ các chat GPT nó hỗ trợ rồi, cho nên là nó cũng khá là tiện trong cái việc là tạo ra nội dung ở bất cứ thì cái ngôn ngữ nào. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn lưu ý là các bạn phải thay đổi nội dung cho cái công cụ này một tuần. Nếu mà các bạn xin thì các bạn thay đổi cho nó hai lần, bởi vì chạy thì lúc nào nó sẽ có tính vòng lặp, mà vòng lặp đó thì nó sẽ tạo ra cái bài viết có tiêu đề, có mô tả mà giống nhau. Các bạn không thay đổi thì dẫn tới là các bạn bị xóa bài trên các hệ thống của mình. Đẹp, nó để lên ký tài khoản cho bạn nắm được chưa? Đó. Rồi phần mềm này nó update cũng liên tục với các bạn, cho nên là các bạn luôn ở trạng thái là thấy nó thông báo update thì các bạn phải update. Và lưu ý là các bạn phải bật 4 phần mềm này lên ha. Đây mình giải thích qua là cái phần mềm này, 3 phần mềm còn lại thì nó sẽ hỗ trợ cho cái phần mềm chính, giống như ở đây là captcha thì nó sẽ tự động giải mã captcha khi các bạn đăng lên các hệ thống forum diễn đàn. Đây cái bộ gọi là ROC thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong việc phát IP phát ROC các kiểu. Còn bộ index thì tất cả các link các bạn đi được thì nó đều phải gom lại và nó add lên phần mềm này để nó index một cách tự động thì nó mới hỗ trợ cho cái link các bạn đi được học. Đây. Và phần mềm này không phải là miễn phí hay các bạn phải mua toàn bộ mấy cái gói này, nó khoảng tầm 7-8 và nó là sử dụng trọn đời, thì mình nghĩ là cái chi phí này nó cũng khá là hợp lý cho các bạn, được không? Các bạn có thể là vào cái trang cái mình gửi để các bạn mua để chi phí nó giảm hơn. Okay.
và các bạn bật phần mềm này chạy 24/24 nha. Trong trường hợp máy tính các bạn yếu thì các bạn có thể thuê một con VBS giống như máy mình, và mình cũng phải thuê một VBS để thuê để cái máy chính của mình làm những việc khác nữa không các bạn. Và khi các bạn đăng ký mua thì nó có key, và các bạn lưu ý là cái key đó các bạn chỉ sử dụng được một máy thôi. Các bạn có cài hai máy thì cũng có thể được, nhưng mà các bạn chạy song song hai máy cùng lúc là nó ban key của bạn. Ở đây thì các bạn xem ha, cái kết quả thì ở đây nó có cái trang ha, LNDT này, có dấu không dấu. Không. Là dịch vụ LNDT xem. Đây nó lên top này, các bạn thấy không? Hoặc là dịch vụ LNDT nó ngắn hơn thì nó cũng là sẽ lên top, các bạn thấy không? Và dịch vụ LNDT các tỉnh top 2. Đấy, thấy top 1 không? Đấy. Kiểu như vậy thì khi các bạn làm bài bản thì gần như là nó sẽ lên top được rất là nhiều những từ khóa khác nhau. Tất nhiên là trong cái việc mà SEO lên top thì nó cần có nhiều yếu tố. Tăng traffic cho NET nó cũng là một việc, các bạn tăng traffic cho web cũng là một việc rất là quan trọng. Tăng traffic thì bây giờ nó cũng có công cụ tự động thì các bạn có thể là vô hệ thống 500k user ha. Đây là một cái hệ thống cũng khá là đặc biệt, nó có một tính năng nhỏ các bạn quan sát này. Đấy. Thì hệ thống này thì nó có cái cơ chế là nó chạy tự động ha. Click search thì đây mình sẽ bật tới phần mềm lên ha. À, để các bạn thấy được cái tính năng mới này. Thì đây ha, đây. Mình sẽ thấy nè. Chạy. Bạn thấy này, đây là cái link của người dùng, các bạn để mình kích vô và các bạn đợi một chút xíu ha, phần mềm nó sẽ tự động làm nhiệm vụ để các bạn, và các bạn có thể là click play để nó chạy, để máy chạy cả ngày để kiếm điểm, và khi các bạn có điểm thì các bạn tăng link đúng cách lên hệ thống thì nó sẽ giúp cho các bạn xem lên top được những từ khóa các bạn mong muốn. Được không? Đây là link Google hả các bạn? Đây mình sẽ kích vô cái link của Google, các bạn sẽ thấy là nó sẽ tự động làm nhiệm vụ ha, nó sẽ tự động search từ khóa, tự động click vô website của các bạn và tự động join cái web của các bạn, đó, nó đọc những cái một người dùng, các bạn ngồi chờ đợi ha, search từ khóa. Đây các bạn thấy không, nó vừa mới sạch từ khóa và nó bôi màu, đây là nó bôi màu cái trang web, trang sale này, bạn này là sale, cái trang của bạn là được top 2 rồi đó, được không? Đây các bạn thấy không, nó sẽ tự quy chế của nó tự roll, các bạn thấy cái tab này không, các bạn thấy nó tự chuyển động tự roll không, nó sẽ tự động focus ha, cái tab nó sẽ chuyển qua chuyển vào focus vô cái tab, các bạn thấy nó tự động rồi,
Đây mình có rồi. Thì các bạn cố gắng là viết bài xong các bạn đi bài viết NTT. Thì đây nó có cái bộ NTT. À mình có lưu ý với các bạn một điều ha, để các bạn xem mình có. Đó là khi các bạn đi NTT á, cái số điện thoại nè là nó phải có ở trong cái website này. Có nhiều bạn á thì các bạn biết bài rất là hay, là đi NTT cũng ok rồi, tuy nhiên cái số điện thoại này các bạn để trên web thì cái format lại khác, nó không có phải là số như này. Có những bạn để dấu chấm vô thì hai format nó khác nhau, nó không có sự đồng nhất thì nó cũng điện thoại nó sẽ không có nhận được ha, và nó không có tốt về các cái yếu tố của NTT, được không? Đây, cho nên là các bạn cố gắng các bạn chỉnh lại để cho tốt nhất có thể, được chưa? Còn trường hợp mà các bạn làm NTT lâu quá thì các bạn có thể là thuê bạn làm, hỗ trợ bạn cũng làm khá là lâu năm ha, hơn 5 năm. Thì khi các bạn tăng độ trễ cho cái hệ thống NTT, đồng thời các bạn lấy những link NTT này các bạn quăng lên cái tool này thì nó sẽ hỗ trợ giúp cho hệ thống NTT của các bạn tăng điểm chất lượng rất là nhanh. Và khi hệ thống NTT tăng điểm chất lượng thì tránh là cái trang web các bạn gắn trong NTT nó cũng sẽ lên top mạnh mẽ hơn rất nhiều, được không? Thì cái phần hướng dẫn của mình về hệ thống GA cũng như là giới thiệu thêm cho các bạn cái công cụ Bang Graphic tới đây là kết thúc ha. Chúc cho các bạn xem clip của mình nó thực hành và làm đại cái web của các bạn lên top được một cách nhanh chóng, được không? Xin chào các bạn ha.